quý cô chú anh chị em, hôm nay Tiết Già lên đây xin chia sẻ về chủ đề mà chủ đề là mục ruồi dưới càm. Tự vì có nhiều bạn trẻ cũng hỏi là cái mục ruồi ở dưới càm này là có tốt hay xấu, đúng không? Thì cái mục ruồi á, mục ruồi đen á, thì thường thường á là người ta nói là nó xấu chứ nó không có tốt. Mà nó mọc ở chỗ nào mới là xấu, mà nó mọc chỗ nào mới là tốt, mà nó tốt như thế nào nữa. Nhưng mà thường thường mục ruồi đen á, thì Tiết Già xin nói trước luôn nha, nó không có giống như mục ruồi son, tức là nó không có thịnh vượng tài lộc, nó không có mang đến cái sự mà thịnh, nó giống giàu sang phú quý, nó không có nằm vô cái chỗ giàu sang phú quý. Nhưng mà cái mục ruồi son ở dưới càm thì nó nói lên cái sự mà may mắn mà nếu phụ nữ hen, thì may mắn về cái chuyện mà tình duyên, là mình được nếu mình may mắn á, thì mình được lấy chồng gọi là hạnh phúc, sang trọng giàu có đó. Nó khổ chưa, trong sách nó để chữ may mắn mà biết mình có may mắn hay không. Tự vì sách đó là người ta viết theo hồi xưa á, tức là hồi xưa có một người phụ nữ họ có nước da sáng, rồi họ có cái mục ruồi đen nó nằm vòng ở càm. Những người phụ nữ đó thì thường thường người ta lấy chồng là đại phú gia, là bởi vì sao? Người ta có cái môi trái tim, rồi có cái mắt nó hai mí nó đẹp, nó rồi cái người nó cái khuôn mặt nó thon thon, nó nhỏ nhỏ, đúng không? Rồi xong rồi cái lỗ tai nữa, cái lỗ tai của người ta cũng đẹp, nó lỗ tai dài, cao hơn lỗ tai Tiết Già gì nữa nè. Rồi cái hướng vành tai á, nó phải hướng lên trên gì nè, hướng lên gì nè đó, công nhận không? Thì Tiết Già muốn nói như vậy nè, cái cô kia cũng có cái mục ruồi giống như mình, thấy đang nói phụ nữ nha, cái cô kia cũng có mục ruồi như mình, đúng không? Mà cổ lấy chồng tổng giám đốc đó, thì người ta nhìn vô người ta nói mục ruồi này là mục ruồi lấy chồng giàu sang. Nhưng mà chẳng qua cái cô đó có cái gì? Có cái tướng giàu sẵn rồi. Cho nên nó may mắn là nó gặp chồng giàu sang. Đó. Chứ còn cái mục ruồi đen á, là cũng khó lấy chồng giàu sang lắm. Tại vì mục ruồi đen á, là nó nằm mà nếu mà nó to hơn á, nó cũng như càng ngày nó càng lớn á, thì nó phá tướng. Nó sẽ coi như là không, cái chuyện không may nó tới. Đó, chuyện không may tới là còn gì nè. Điểm thứ nhất á, là hiện tại bây giờ á, có khi một ruồi đen á, một ruồi đen mà nó lớn to lên hen, là coi như là nó bị, người ta nói bị ung thư da, bị cái gì đó, bị cái bệnh, bị cái gì đó, đúng không? Là điểm thứ nhất. Vậy nếu nó càng to là nguy hiểm lắm luôn, mình đi phá cũng nguy hiểm. Mà nếu mà mình để á, thì nó cũng mất thẩm mỹ. Đó. Còn nếu như cái mục ruồi mà đen mà thẩm mỹ á, nó cũng nhỏ nhỏ, nó vừa vừa thôi, rồi nó cộng với khuôn mặt duyên dáng, đó, duyên dáng, rồi xong rồi cái tướng phúc, cộng với cái tướng phúc, đó, cái tướng phúc là như thế nào là quý cô chú anh chị em cũng biết rồi, đúng không? Rồi, cộng với tướng phúc cho nên nó đẩy cuộc đời của cô ta đi lên là cái bậc trên á, tức là cô ta lấy chồng giàu sang phú quý. Đúng không? Rồi rất nhiều người phụ nữ cũng có một đùi nơi đây mà người ta không có được lấy chồng giàu sang phú quý, người ta cũng rất là bình thường. Chỉ đây là một cái sự duyên dáng thôi. Đó, nhưng mà khi mà cái một đùi nó nằm ở đây mà nó cộng với cái tướng phúc, thì cái số này là lấy chồng á, là đẩy luôn cái cuộc đời ông chồng luôn, đẩy luôn cái cuộc đời ông chồng để làm ăn rất là giàu có. Đó. Cho nên cái tướng người mà nó nằm ở đây á, là cái mục ruồi mà nó nằm ở đây á, là nó để cho phụ nữ nó duyên dáng, để dễ đẩy lên sự nghiệp cho chồng đó, để dễ đẩy lên sự nghiệp cho chồng. Còn nếu như về đàn ông thì như thế nào? Về đàn ông mà có mục ruồi nơi đây là cái số mà phải nói là ăn chơi chát tán, thích xa hoa vật chất đó, đẩy cuộc đời anh ta mà điêu tàn. Nó có hai cái nó đi kéo que, ngộ lắm. Trong sách nó để, mà cái này sách để rõ ràng á, tôi thấy cũng mắc cười. Mà tại sao mà phụ nữ ta có một đùi đen
mà người ta lấy người ta hả may mắn để có duyên dáng để được lấy chồng giàu sang, đúng không? Mà đẩy người chồng lên địa vị, tức là người chồng mà người ta làm ăn á, mà ta lấy một cái người vợ mà cái một ruồi đen ngay chỗ càm á, là anh chồng đó hả, là đẩy cái cuộc đời anh chồng đi lên luôn, làm ăn rất là khấm khá, làm ăn giàu sang, để cho cái quý tướng của người phụ nữ này là ngay một ruồi đen ở đây để hưởng được đó. Chờ cái này ngộ thiệt. Mà đàn ông thì nó ngược lại, nó khổ gì á. Đàn ông là một ruồi này, là một ruồi mà gọi là điêu tàn. Mà nó điêu tàn cái gì? Tại vì ông này ổng ham ăn chơi, ổng duyên dáng, ổng tài hoa, ổng không phải là cái người mà thường. Tự là ổng là người rất là tài hoa, ổng duyên dáng thì ổng có tiền mới là ăn chơi, ổng mới xa hoa vật chất. Chứ giờ mình ví dụ như giờ Tiết Già nói, Tiết Già nghèo gần chết nè, bây giờ cơm ăn chén cơm chan nước tương mà tiền ở đâu mà xa hoa vật chất, là cái người xa hoa vật chất thì quý vị đoán là người đàn ông nó như thế nào? Không nghèo, người ta không có nghèo. Mà tại vì cái này nè, người ta đẩy cuộc đời người ta đi ra cái chốn mà xa hoa vật chất thì đâm ra từ từ á mà người ta không có thắng lại đấy hen, thì coi như là đẩy cuộc đời người ta điêu tàn, không thắng lại là như thế này. Nếu như anh chàng đó có cái lỗ tai mỏng quá làm cho thất tướng, rồi anh chàng đó hả có như là ấn đường sơn căng đó, rồi có nhiều cái mà để đẩy anh chàng là đi thất tướng, là coi như là anh chàng đó càng ngày sự nghiệp nó tiêu về cái chỗ xa hoa vật chất, chứ không phải là tự nhiên cái một ruồi này nó làm cho anh chàng tiêu. Mà nếu anh chàng nào biết mình có một ruồi đen ngay đây thì coi như là mình đừng có xa hoa vật chất, giống như là mình đừng có xài sang đi, có tiền như mình cắt hết đi, có tiền như mình cắt hết, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật nè, rồi làm sao mà tiền nó ra được, đúng không? Tại sao Tiết Già biết? Tiết Già cũng từng xa hoa vật chất đó, tại vì cái lỗ tai nhỏ này là lỗ tai xa hoa vật chất, cho nên hả là cuộc đời Tiết Già nó cũng đẩy đi điêu tàn là tại vì mình xa hoa vật chất, chứ không phải là tại một người. Tiết Già đọc sách thì Tiết Già chia sẻ thật là cặn kẽ như thế thôi. Còn cái vấn đề mà có những cái tướng nó lại nó phá tướng luôn nha quý vị. Tướng nghèo mà thành tướng giàu nha quý vị, coi cũng không có ra luôn, mà tướng giàu mà nó thành tướng nghèo luôn. Tướng là nó giống như là nó ta gọi là 9-10 vậy, nó sát nhiếp luôn. Mà chỉ có người học tướng số mà người ta nghiên cứu mới ra thôi, chứ người mà bình thường là nhìn vô không có ra luôn, y chang vậy luôn mà nhìn không ra. Tức là tướng phá là như thế này. Thí dụ như cái cô đó đã mọc lên cái một ruồi quý tướng rồi, thấy không? Một ruồi quý tướng là nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây, nó nằm một ruồi đen mà nó nằm trong nách cũng là quý tướng nữa, là người ta nói tướng giàu sang. Đó, mà cái tướng giàu sang này là cái tướng cất tiền. Đó, tức là chỉ là cất tiền thôi, chứ người ta cũng không có để mà tỷ phú hay là để bao nhiêu nữa. Nhiều khi nó khổ như là quý cô chú anh chị em ơi, trong sách nó để chữ cất tiền. Còn chồng mình đưa có 100.000 bạc mình đem đi cất tiền cũng là cất tiền. Rồi làm sao mà mình kiện được sách vở, người ta không chịu nói ra là cái số con số không á sao. Cho nên Tiết Già chia sẻ để quý cô chú anh chị em và các bạn trẻ, thí dụ như thế này nè, cái này là chắc cú nè. Nếu mình có được cái một ruồi nghe nách quý tướng ha, một ruồi ở đầu gối cũng được luôn, một ruồi đen mà ở đầu gối cũng được luôn. Tiết Già cũng có một cái mà nhờ cái sự tu tập thì cái một ruồi đen của Tiết Già ở đầu gối á, thì bây giờ nó ra màu hồng đó, thấy nó lạ không, từ đen mới chuyển sang hồng. Thì nếu ai có một ruồi đen mà ráng cố gắng làm phước cho nhiều thì nó chuyển sang một ruồi hồng thì rất là tốt, nó chưa có son mà nó hồng đó. Ở đầu gói cũng tốt, mà ở đách cũng tốt, mà ở cằm cũng tốt luôn, chứ không có xấu, cái này nó không có xấu. Nhưng mà đừng để cho nó to quá là nó phá tướng đó, nó khổ vậy đó. Nó nhìn vô cái gì mà, nói chung là nhìn cái tướng số là gì nè quý cô chú anh chị em, mà nhìn vô nó có duyên, đúng không? Nó có duyên là cảm thấy nó đúng, mà nó không có duyên là cảm thấy nó sai. Đó, giống như vậy nè, mình nhìn cái người đó mắt mũi miệng á, nó thuộc về duyên gì đó, duyên dáng. Thì mình thấy thuộc người ta là thoát nghèo, thì người ta khó có rơi vào cảnh nghèo. Mà dù người ta có làm ăn thất bại mà rơi vào cảnh nghèo hen, mà chừng giây nó rất là nhanh. Thí dụ như là rơi vào cảnh nghèo chỉ có 1 phút, 1 giây, 1 ngày, 1 bữa thôi, gọi là không có tới 1 tuần
là nó ra khỏi thôi. Là bởi vì sao? Người ta nhờ cái tướng sáng, tướng sáng là cái tướng duyên dáng, là nó được thoát cái cảnh nghèo rồi. Cho nên quý cô chú anh chị em đừng có lo, mình ráng tu tập, mình ráng làm những con đường phước thiện là mình sẽ hưởng thôi. Đó, mình sẽ hưởng tất cả thôi, đừng có lo một ruồi. Còn một ruồi đen nữa, còn một cái một ruồi đen nữa, nó sẽ nằm ở chân mày, đúng không? Thì cũng rất tốt. Nhưng mà có một cái, đừng có nằm ngay cái chỗ bất động sản nha quý vị. Mình nằm ngay cái bất động sản là coi như là mình bị hả, ngay chỗ này là không có được để cái điền sản của mình, nó không có được để mà cái thẹo, cái dít, cái một ruồi gì hết luôn. Mà từ cái bất động sản á, gọi là điền sản nè, đó coi cái cung mà điền cạch đó của mình nè, đó ngay chỗ này là dứt khoát không cho một ruồi, không cho cái dấu vết cắt gì hết đó. Mà nhưng cái càm ở dưới cái càm này á, là nó nằm ẩn vô đây á thì coi như tốt đó. Mà nó nằm ra ngoài á, nó nằm ra ngoài á là ngay chỗ này là cái chỗ phúc hậu về già, cái chỗ này là cái chỗ điền sản cuối cùng của cuộc đời mình nè. À, đó, đừng có cho nó để nằm cái gì nó cho cái mục gì ở trên này hết trơn, là nó khổ, nó rất là không phải là nó phá sản phá gia gì hết, nhưng mà nó đẩy cái cuộc đời của mình là chân chiên gian nan rồi chồng con vất vả đủ thứ hết luôn, cái đường đời nó đủ thứ hết luôn, xuống hậu dần nó vẫn còn mà gọi là gian chân luôn, nó gian chân số phận mình, nó đẩy đưa rồi nó bệnh tật nữa, đủ thứ hết trơn luôn nếu để ngay chỗ này thẹo dứt hoặc là một ruồi đen. Mà ở đây gắn cái mục đùi son là ok, mà nó không chịu gắn đó. Ngay chỗ này mà nếu gắn được cái mục đùi son, ngay mấy cái chỗ điền sản là gắn hết mấy cái mục đùi son cho tôi đi là rất là ok đó. Mà nó ác thiệt, nó không gắn cái mục đùi son mà gắn toàn mục đùi đen, cho nên cái mục đùi đen á là nó không có tốt, mà nó cũng không phải là nó xấu, nó chỉ là giống như là nó nhìn vô nó duyên dáng để nó may mắn, để nó đẩy cái cuộc đời mình đi lên thôi. Nếu mình có những cái tướng khác phụ vô thì bắt đầu mình mới giàu sang được. Còn nếu mình không có cái tướng khác phụ vô thì đây là một người gì, giống như duyên dáng để cho các anh kia nhìn thấy mình, ảnh yêu mình nhiều hơn thôi. Người chồng mình nhìn vô là yêu mình nhiều hơn thôi, thiên về cái tình cảm thôi. Chứ ở đây không có nói về cái chuyện mà một người đen nằm ở đây mà được điền sản là không có. Đó, cái nào có tiếng già nói có, còn tiếng này cái nào không á thì tiếng già nói không. Nhưng mà tại sao có những người phụ nữ, người ta có một người đen nằm ở đây mà điền sản người ta quá chừng vậy? Đó, cái này không phải một ruồi đen. Nếu phụ nữ nào mà có một ruồi đen mà nằm ở đây á thì quý vị hãy coi cái lỗ tai của người ta, trời ơi, nó vậy nè, đó nó cao vậy nè, dễ sợ luôn vậy đó. Rồi mũi của người ta nó kính mà to hơn cái mũi của tiết già nữa. Đó, đúng không? To hơn cái mũi của tiết già nữa. Là người đó đó mà có thêm cái một ruồi ở đây nữa là người đó là giàu kết xù luôn. Tự vì cái một ruồi đen này nó đẩy cái sự duyên dáng lên, nó đẩy sự duyên dáng lên. Khi mình lấy chồng là chồng mình làm ăn được, rồi cái lỗ mũi mình đi chứa tiền nữa, lỗ mũi phải có chứa tiền, rồi lỗ tai mình, lỗ tai gọi là lỗ tai phúc hậu nữa, đúng không? Thì cuộc đời mình mới là gọi là có hai bên cái bao tiền, hai bên đây cái bao tiền thì bắt đầu tiền nó mới vô đó. Còn như mỏng manh như vậy mà giờ có một người đen nằm ở đây thì coi như là duyên dáng, chứ không phải là cái tướng số nó rất là lạ lùng như vậy đó. Cho nên nhiều khi quý cô chú anh chị em nói tại sao mà tôi giống y chang vậy mà tôi không có được, tức là mình bị phá tướng đó, đúng không? Thứ già xin chia sẻ cái mục đùi đen ở dưới càm để gửi đến quý cô chú anh chị em và các bạn trẻ, nhất là thanh niên nha, tức là bơi coi bên nam á, nếu ai có cái mục đùi đen ở đây á là mình bóp lại đi. Mình bớt cái vấn đề tiền bạc của mình lại đi nha. Để không thôi à, xa qua vật chất á, nó đẩy cuộc đời mình nó tiêu tan rồi, nó phí đi đang làm ăn phát tài, đúng không? Đó. Video của Tiết Già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn gặp lại quý chú anh chị em video tiếp theo.